đi tìm mẹ khổ sở nào không? Hả? Sô về đi, về đi mẹ. Này này, ra bỏ ra. Này, tôi có phải trẻ con đâu hả? Bây giờ tôi muốn đi đâu thì đi, tôi muốn ở đâu thì ở. Việc gì đến anh? Chúng con đi lấy bao nhiêu nhà để tìm. Hỏi bà với bố. Xin bà đến đây. Sao hai người lại ở đây ạ? Cháu biết hả? Bà ơi, cháu không nói đâu ạ. Cháu biết bà đấy mà sao cháu không nói? Này này này, tôi cấm nó nói đấy. Việc gì đến anh? Hả? Thì anh đánh nhau với tôi đi này. Thế thì đừng có cậy lớn tuổi mà bắt nạt cái đứa trẻ con. Đấy, anh xem người yêu con ý. À, đi vào khuyên bà đấy còn đứng đem gì? Này, anh quát trước mặt tôi đúng không? Anh ơi, anh nghe em. Đi, con nó không thích mình rình rập thế này đâu. Đi. Quá, nhưng tôi sốt ruột không chịu được. À, đây rồi. Ôi kìa bà, đừng bà ơi. Bà ơi, bà ơi. Này. Mai bố con mình đưa bà về nhé. Không dây dưa gì với nhà ai nữa, kể cả cái Linh. Là ai Linh? Thế tại sao Linh không khuyên bà về? Tối thiểu thì cũng gọi điện cho bố hoặc cho con. À, Linh phải hiểu cái tâm trạng của người thân mà bị mất tích nó như thế nào chứ. Đang này ỉm đi. Con nghĩ chắc chắn là bà đang ép buộc Linh thôi. Nào, con lại tin tưởng Linh một cách mù quáng đấy. Các cụ nói rồi, lấy vợ kén tông, lấy chồng kén giống. Cái giống nhà mình nó cao quý, còn tông nhà đấy con biết rồi. Bố nó như thế thì cái Linh á, nó không phải dạng vừa đâu. Anh muốn làm thủ tục check out luôn chưa? Tôi chưa thấy một cái khu nghỉ dưỡng nào mà lại muốn đuổi khách như này. Làm vì đam mê à? Ờ, làm vì đam mê mà. Tôi luôn mong muốn khách ở lại càng lâu càng tốt. Trừ anh. Nhìn tôi không được quen tí nào thật à? Không ấn tượng. Ok. Của anh 3 đêm. Tổng là 3 triệu. Ừ. Cái gì? 700 một đêm cơ mà. 37 có 21 thôi. Không biết nhân à? Đúng. Nhưng mà đây là chi phí làm tổn hại tinh thần của tôi kể từ khi anh xuất hiện. Được chưa? Đây. Đây là 6 triệu rưỡi. Tôi ở thêm 5 đêm nữa. Mai ơi. Mẹ à? Bố bảo là con gọi cho bố ngay đấy. Vâng ạ, lát nữa con gọi ạ. Nhận đủ nhá. Ôi, bố bác ơi, bác ơi. Làm vợ anh nhá. Đây là Linh, người yêu của con ạ. Chào chào bà. Eo thon không nở. Bà nhìn bà ưng lắm rồi đấy. Có nhà gái ở sắp bến rồi đấy. Làm sao cho họ thấy mình rất là thân thiết và sang trọng. Anh Khôi là trai phú cổ. Sức của anh ấy trói gà không chặt, chị giao cho anh việc khó quá. Sai lầm lớn nhất của tôi là coi ông là bạn thân. Buông ra, làm cái gì? Tôi có lạ gì cái tính thằng cha này. Cứ nhìn thấy vợ người ta là lao vào ôm vàng vớ vẩn. Ông bảo ai khôn lỏng? Tôi bảo ông. Hai người buông nhau ra đi. Hay mình quay lại nhà anh Phan đi. Không bao giờ, có chết cũng không bao giờ quay lại đấy. Phan kia. Cả nhà anh nói dối vì mẹ em à? Anh có chuyện gì giấu em không? Con thấy cái việc dối trá đấy là cực kỳ vô lý luôn ấy. Con dâu làm tổn hại đến tinh thần mẹ chồng. Chị cút ngay khỏi nhà tôi, khẩn trương. Bình tĩnh. Mẹ vì bố mà hy sinh. Bố cứ đứng như là người ngoài cuộc thế à? Đồ bất hiếu. Dám nói mẹ là tâm thần à? Bố làm con hết cả hồn. Bố hết cả hồn.